tay đây ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, người ta từng nói trên đời thì có nam có nữ mới vui, có nam mà không có nữ thì nó có vui cuộc đời à. Thì cũng giống như có con trai thì phải có con gái, có con trai mà không có con gái thì giống như hủ tiếu mà thiếu nước lèo, như bánh bèo mà thiếu nước mắm, như bọn nước chấm mà thiếu mắm nêm. Và xíu thì phụ nữ tất nhiên là thiếu đi một phần thú vị cho cuộc sống của quý vị. Và từ hồi nãy giờ thì trên sân khấu của chúng ta đã xuất hiện những giọng ca nam, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để lắng nghe một giọng ca nữ, đó là tiếng hát của chị Thanh với ca khúc Đò Sang Ngang. Vâng, xin mời chị Thanh bước lên sân khấu trình bày ca khúc của mình ạ. Thank you.
tuyệt vời quý vị ạ.